Sao bạn thì khớp. Anh em tôi tới Thái Lan rồi nè. Qua là Washington DC. Ha. Ở đây là Maryland nha. Ở đây là Maryland. Đúng, đây là thứ Maryland. Đằng kia nó có cái cầu. Qua khỏi cái cầu đó là Virginia. Virginia. Nó lại vậy, vậy đó. Như vậy thì vậy như vậy thì DC nó nằm ở Virginia hay nằm ở Maryland? Không, Washington DC là Washington DC. Hay quá. Nó không có liên quan. Các bạn biết không, Washington DC nó là thủ đô của nước Mỹ. Thành ra nó nằm độc lập, không có nằm trong 50 tiểu bang của nước Mỹ, đúng đó, không? Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt là ở đây đó là có một cái nhà hàng Thái Lan mà nghe đồn rất ngon. Đồn thôi nha, nghe đồn rất ngon mà. Bây giờ vô ăn. Bây giờ vô ăn mới biết cái tiếng đồn đó trúng hay là chật. Sao bắt đi khắp. Ok, okay. Okay. Ăn đồ Thái. Sau lưng của tôi với ông đang đứng là một cái bức tranh. Bức tranh này á là cái người chủ này người ta order trực tiếp từ bên Thái qua. Mà em thấy không? Ông thấy nó kia là từ miếng không? Đúng rồi. Mà nó nói là đi 3 năm mới tới đây. Lý do? Thì đó từ miếng nó gửi thiếu. Mà nào? Các bạn rất là công phu. Nó quý ở cái chỗ là như thế này nè. Nó quý ở cái chỗ á, đây là bức tranh bằng gỗ nha. Nó đục đẽo từng miếng một ha. Nó làm bức tranh mình thấy bức tranh bự như vậy, mà thực ra nó ráp từng miếng gỗ một và mỗi miếng gỗ như vậy nó đục đẽo và nó nối liền với nhau thành một cảnh trí như vậy đó, đó không? Thấy không? Từng miếng gỗ nè, nên là gỗ là mà. cái chủ ở đây người ta nói là 3 năm nó mới gửi qua đủ ha. Đó, thấy không? 3 năm mới gửi qua đủ đó. Đúng, ráp lại được nguyên tấm vậy nè, chứ không có miếng gỗ nào mà bự hết vậy bằng vậy. Người ta ráp từng miếng gỗ lại đục đẽo rồi ha, khắc điêu khắc từng miếng một ráp lại. Nó quý là quý chỗ đó đó, cho nên là tại sao 3 năm thấy chưa, mỗi lần là gửi qua là 3-4 miếng, 4-5 miếng vậy đó. Mà đặc biệt á, 3 năm mới gửi qua tới là tại vì có một người làm rồi. Nên là nó đặc biệt ở chỗ đó nữa, là cái thứ hai nữa là cái trả tiền không đủ đó, trả tiền không đủ nó gửi 3 miếng nó ngừng, gửi tiền đủ nó mới gửi tiếp. Rồi cuối cùng bây giờ đại chữ no sell, phải không? Đặc biệt là cái bức tranh này, có nhiều người vô hỏi mua lắm. Nhưng mà ở đây chủ để sẵn luôn, no sell. No hỏi sell. Hỏi luôn. Thấy không? Nó quý lời trong đó. Mà thấy không? Tinh xảo ha. Đúng, đúng. Nhớ. Rất là quý. Nè, đồng ý, đồng ý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lần 3, 24 miếng. 24 miếng. 24 miếng mà chia ra là 3 năm, tức là mỗi năm nó gửi được mấy miếng. Coi như là 24 miếng, nếu mà mỗi một tháng làm miếng đi là 24 tháng. Đúng không? 24 tháng là thành 2 năm. Có nghĩa là gửi nữa. Có nghĩa là 1 tháng rưỡi mới làm được một miếng. Thì đó, mà là quan trọng là cái trả tiền đó. Không trả tiền đâu gửi. Bây giờ tranh thì đẹp rồi đó. Mà đồ ăn của con. Coi đồ ăn nữa. Thử đồ ăn. Hồi nãy tôi cũng hỏi rồi. Hỏi là cái đồ ăn này là đồ ăn Thái đúng không? Đi vô nhà hàng Thái mà hỏi ăn cái gì? Tôi hỏi cái bếp kìa. Phải không? Cái chiếc cúc của mày phải là người Thái Lan không? Nó nói là nếu mà mày không tin thì mày đi xuống bếp mày coi. Đây là chả giò, mà chả giò Thái Lan nè ha. Nhìn giống như chả giò Việt Nam vậy. Nói vậy. Này cái gì? Thơm dùm. Thơm dùm hả? Thơm dùm khung hả? Thơm dùm là lẩu Thái đó. Canh chua Thái. Canh chua Thái đó. Thơm dùm. Ok. Rồi. Các bạn, thức ăn đã ra rồi. Anh Bảo Liêm đã kêu những cái món Thái ha, mà nhìn y như Việt Nam luôn. nghi quá. Ăn cái mùi không giống Việt Nam nhưng nhìn y như Việt Nam. Nghi quá. Đặc biệt ở trong khung hình bữa nay các bạn nhìn thấy cái người thứ ba ngoài những sư Bảo Liêm ra là một cái người của mình, chiến hữu của anh Liêm ở tại Washington DC. Anh Liêm giới thiệu về người bạn chút xíu được không? Đây là anh Hùng. Đây là hồi xưa là lính của Mỹ. Lính Mỹ. Lính Mỹ hả? Lính Mỹ. Lính Mỹ anh ơi. Hồi xưa em đi cái gì? Army. Army. Dạ. Cấp bậc. Cấp bậc không cho biết. Không biết được hả? Bị đối gia rồi không biết cho cấp bậc. Cái đó bí mật quân sự mà. Có nghĩa là em đi tới hưu luôn. Đến hưu luôn. Có nghĩa là em đi 20 year. 20 năm.
20 năm luôn. Đó. Wow. Bây giờ hên quá hư rồi. Hên quá hư rồi. Mình ký hợp đồng rồi phải không? Ừ. Mình đã ký hợp đồng rồi, coi như là ra ngoài là mình không có được tiết lộ tất cả những cái gì phía sau hết. Ừ. Bây giờ mình nói chút xíu người ta nó đâu có biết. Không. Vợ còn giấu mà. Bây giờ em nói nhỏ cho anh với Liêm nghe thôi, không ai biết đâu. Đang quay thôi à. Để thế giới biết. Mình nói xong rồi cả thế giới biết luôn. Đó bây giờ nè. Cái này là chắc chắn là thai. Nó gọi là bát thai, gọi là bát thai. Bát thai. Còn cái này có thể là thai, có thể là tàu, có thể là Việt Nam. Cơm chiên. Beef green curry. Curry. Để sao nhiều vậy. Cái này là mực nè. Còn cái này là cô chị quá. Sawadika. Kun sui mak. Rất là ngon đúng không? Đúng. Coi như là ăn được hết. Những món mình kêu là ăn được hết. Kêu ra là ăn được hết luôn. Mà từ trung bình trở lên chứ mình nếu ngon hết á, thì nó không đúng đúng không? Có những món ok, có những món rất ngon. Đặc biệt là hai món bạc thai, những món cơm chiên này, như cơm chiên Thái nè, rất ngon. Chả giò cũng ngon. Mực cũng ngon. Cái curry này thì Sô thôi. Mà hôm nay ăn được ngon gì là cảm ơn Hùng. Hùng này giới thiệu cái quán này. Mới đầu mình nghi. Thường thường mấy quán mà ngoài nó làm lè lẹt gì đó, nó không ngon. Đúng không? Nó làm cho khách nước ngoài rồi ăn không à. Không ngon nhưng mà thiệt vô đây ăn ngon quá ha. Rồi bây giờ vậy, anh em ăn uống xong xuôi chuẩn bị là sẽ giới thiệu tất cả những cái cảnh đẹp của DC nè, của Maryland và của Virginia cho các bạn xem. Song song theo đó anh em chúng tôi cũng sẽ đi vào cộng đồng Việt Nam của mình ở tại những cái bang này luôn. Thăm viếng cộng đồng Việt Nam để coi bà con mình giờ giàu tới cỡ nào. Đó. Và thứ hai là coi đồ ăn Việt Nam mình đây nó ngon tới cỡ nào. Đúng không? Ha, đúng đi, rồi đó. Đi ăn đi uống chứ không? Đúng rồi. Rồi mình mới là cho bà con người ta về thăm thủ đô. Là nên tìm tới quán nào. Rồi bây giờ anh em ở đây là coi như là tạm dừng ở đây nha. Rồi xong rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những scene kế tiếp. Đây là ông nào biết không? Nè, Franklin Roosevelt. Là vị tổng thống thứ 32 của nước Mỹ. Nó để sẵn mà còn hỏi. Nè, tôi bắt tay ông tổng thống năm thứ 32. Không giúp dích gì. Tôi có mình tôi giúp dích vậy. Phải không? Ông cười. À. Đó mà ông này đó, ông này á, hồi ông là tổng thống là ông ngồi xe lăn nè, thấy ghê không? Một cái người ngồi xe lăn gì mà vẫn là tổng thống được như thường. Đúng rồi, quan trọng là đầu óc. Quan trọng là cái gì? Ở đây nói là quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái đầu, chứ không phải quan trọng là cái đích. Đúng không? Cái đầu quan trọng hơn cái đích đúng không? Cái đích có ngồi đâu ngồi. Nhưng mà quan trọng cái đầu làm việc. Đó. Cái đầu phải làm việc. Và phải có con tim. Phải có con tim. Tim nó nằm bên nào? Nằm bên nào? Bên trái đây. Ok. Ở đây đó là chúng ta đang ở một cái nơi được gọi là National Harbor. Có rất là nhiều cái tượng. Ví dụ đây là tượng của ông Franklin Roosevelt. Còn đây là tượng của ông thủ tướng của nước Anh tên gì? Churchill. Winston Churchill. Churchill phải không? Thủ tướng của nước Anh. Ông này ông dữ dội lắm nè, ông này là hồi thời mà đệ nhị thế chiến rồi đó là mấy ông này là dữ dội lắm. Đúng rồi. Rất dữ dội luôn. Và nơi đây nó có rất là nhiều những cái tượng đúng không? Thường thường tượng là để làm gì? Người ta dựng tượng lên làm gì? Kỷ niệm. Kỷ niệm. Đúng. Bây giờ tôi đố ông nè, qua đây đố ông nè. Tại sao họ dựng cái tượng này? Đó, tôi cũng cho ông coi. Đó. Là này là mặc bộ đồ là biết công nhân rồi. Công nhân đúng. Thì cái thời mà bắt đầu mà phùng thịnh là phải có những cái người công nhân này. Đó, thấy không? Thấy không? Nó làm riết mà bắp thịt nó lên. Phùng thịnh là thời nào? Thì hoặc là sau thế chiến hoặc là
là trong thế chiến thứ hai các đúng có nghĩa là trong thế chiến thứ hai đó tất cả những người nam á, người ta đi lính ha, người ta nhập ngũ đi lính hết, thành ra ở ở nước Mỹ đó đang rất là cần công nhân đó, thành ra những người nữ phụ nữ nè họ tham gia vào những công việc mà bỏ lại bởi những người nam họ đi lính đi ra nước ngoài ha, đi gọi là ra mặt trận, ra mặt trận đó. Thì còn phụ nữ ở nhà thì bắt đầu mới là dán tay áo lên chứ bằng anh tiền tuyến em hầu thương dán tay áo lên đúng rồi thấy không, thấy bắp thịt không đúng rồi đó. Bây giờ ông dán là bằng bự hơn mới hơn à không không chữ chơi mà ông cao bằng á mà xinh quá ông ơi xinh hay ha sợ luôn ha. Ồ, răng răng thẩm mỹ luôn ok hùng mới bắp đùi quá trời quá đất đó, thành ra vào cái thời chiến, vào đệ nhất thế chiến nè, đệ nhị thế chiến nè, là phụ nữ nước Mỹ tham gia vào những cái nơi mà nhà máy sản xuất đó, kể cả nhà máy sản xuất bom đạn vũ khí luôn. Thì đó nè, nếu giờ không có đàn ông thì phải có phụ nữ nè, dưới này thấy không, có đôi găng tay nè để cho tay đừng có bị chai ha. Đây là cái hàng xì nè đó, thằng nào lại nói nhiều nhiều xịt vô mỏ đó. Còn đây là cái lên bắp, lại gì cái hộp đựng đồ ăn trưa đó. Tôi tưởng là làm xong cởi bộ đồ này ra là xách cái bóp đi. Xách cái bóp đi dạo. Quá hay ha. Nhưng mà cái tượng đẹp quá mời ha, nhìn cái tượng ha. Foreign love luôn cái tượng luôn á. Mềm mại ha, rất là mềm mại, nhìn như là thật luôn vậy. Nhu. Vô coi như là. Tí ghét quá. Ê ghét. Tay nó gồng lên nó gồng. Rào mà nó gồng lên. Cái chiếc xe này bây giờ kiếm không ra nữa nè. Chiếc của hãng xe Ford. Của hãng xe Ford. Nhưng mà model T. Có nghĩa là cái model này là một trong những model đầu tiên của hãng xe Ford. Nó ghê không? Nó thường là xe cổ rồi đó, nó classic car rồi đó. Hồi xưa bánh xe còn chạy bằng câm vậy không? Chạy bằng câm nè, niền bằng câm nè. Ông đó là George Washington. Ông tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Washington DC đó, Washington là lấy theo tên của ông đó. Không có giận chơi đâu nè, George Washington first president luôn nè, tổng thống đầu tiên, và đây là coi như là vị cha già của nước Mỹ luôn đó. Không, first president and a father of our country. À, bàn tay bị vàng hết rồi. Ai cũng bắt hết rồi đó. Ghê chưa, quá dữ ha, giỏi quá. Cái thời này á là tôi nghĩ đầu tiên của nước Mỹ là lúc là còn chiến tranh nội chiến á. Thời nội chiến là qua ông này. Đây. Này nè, bộ đồ này nè, thấy không? Không không không, ông này là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thôi. À. Thời nội chiến qua tới ông này. À. Đây, ông này mới thời nội chiến nè. Ông này là gì biết không? Hủy bỏ nô lệ là ông này nè. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Thời nội chiến của nước Mỹ đó là thời nội chiến nói vậy gì? Nô lệ. Không? Ông này là ký bãi bỏ sắc lệnh nô lệ nhưng mà miền Nam á, không đồng ý. Tại miền Nam á, là nô lệ rất là nhiều. $5. Ông này nè. Các bạn, đây là nơi mà dựng những cái tượng đài để giới thiệu cũng như để vinh danh những cái binh chủng của quân lực Hoa Kỳ ha. Như đây chúng ta thấy là Coast Guard. Coast Guard là cái người giữ bờ biển hoặc là giữ những vùng biên giới nha. Coast Guard nè. Đây là binh chủng không quân. Không quân nhìn là biết liền không? Rất là đẹp trai ngon lành. Đây là binh chủng lục quân nha. Lục quân là ở đây ha. Và đây là binh chủng gì biết không? Đây là Marine. Marine có nghĩa là thủy quân lục chiến. Đây là hải quân đó, và đây đây gì, cái này hải quân, hải quân. Còn nó cái này cái tay đó vậy không? Còn này biết gì không? Cái gì này, hải quân này, hải sản. Mới ăn bụng à? Đồ biển nhiều quá giờ che bụng lại. Các bạn thấy phía sau lưng của Vân Sơn á là một cái công viên mà ở đây đó, ngoài cái cảnh đẹp ra ha, ngoài cái ra ngoài để ngắm sông thưởng thức cái không khí nó trong lành ra đó, thì á city đây, thành phố đây nè, họ làm một cái nơi chiếu phim ha, chiếu phim ở ngoài trời, thành ra những cư dân ở đây nè, họ mang con cái ra, họ mang ghế ra, họ mang dù ra, thậm chí họ mang đồ ăn ra ngồi này vừa ăn vừa xem phim.
vừa thưởng thức những không khí trong lành, vừa ngắm ngắm cảnh đẹp ha. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái không khí như vậy luôn, rất là hay, rất là lạ. Good idea. Ok. Cái khu này đó là hồi xưa là một cái khu lụp xụp lắm. Sống nghèo đâu phải không? Đó, giống như Hùng nói đó là cái khu này hồi xưa là chỉ có cây cối hoang tàn lắm. Sau này bắt đầu nó mới build lên. Để làm chi? Để cho mấy cái người dân mà hồi xưa người ta gọi là người ta không có mà gọi là cuộc sống cao đó, ví dụ như lương đồ ấy đó, ta ở đây nè. Rồi cái từ từ cái nó tăng lên, cái ta chịu không nổi thì dọn đi. Dân lao động đó phải không? Giống như một hình thức đuổi dân vậy đó. Hồi xưa đó, nơi đây có một cái bến tàu, không phải bến tàu, có một sông. Sông vậy thôi. Cái view rất rất đẹp. Nhưng mà dân lao động sống vòng vòng ở đây nhiều quá, thành ra họ muốn làm sao họ build cái khu này lên để cho nó upgrade nó lên ha. Cho cuộc sống, cho tất cả những người người ta vô đây người ta sống có view cái này cái kia đó, thì nó build lên vậy. Đó, build lên vậy cái dân nghèo bắt đầu nó giãn ra ngoài xa nữa. Ở gì nói, tiền dân giàu vô đây. Dân giàu vô đây xong cái ở đây cái thằng sòng bài nó thấy dân giàu nhiều quá. Mới cái mở sòng bài. MGM. MGM ok. Đẹp ha. Còn cái chỗ hồi nãy mình đứng là bên kia. Đó, cái chỗ bên xe quay đó. Công viên đó. Vô đi đây nè. Đó, thấy không? Quá đẹp ha. Mà họ có thể họ làm được một cái sân thượng đi, cái sân thượng để nhìn những cảnh như vậy ha. Cái này là để cho những lúc mà những người mà người ta thu mua nhiều quá đó. Người ta ra đây, người ta suy nghĩ lại là mình có nên thua vậy không? Không, tại sao nó dám làm cái này chứ, thường thường mấy casino nó không dám làm cái này. Đúng rồi, sợ nhảy. Ra nhảy liền. Thua quá ra nhảy luôn. Đó, mình đứng ở bên cái casino MGM này, mình ngó qua bên kia là cái chỗ nãy mình đang vừa mới quay xong. Đúng rồi. À không? National Harbor. Đó, ngay bên đó. National Harbor. Thủ đô Washington bên đây. Đúng không? Nó chứ đẹp ha. Đẹp. Relax chứ. Dễ thương vô cùng. Mà không thấy không? Cảnh rất là đẹp. Dân người khách ta đến đây không bao giờ ta đi ra đây. Mà đi vô trong kia không? Vô trong. Vô trong kia không? Trong casino nó vui hơn. Thôi là mày ra mày tĩnh tâm chút xíu đi. Suy nghĩ coi hồi vô quýt cái gì. Rồi bây giờ suy nghĩ chưa? Rồi giờ vô quýt cái gì á. Rồi vô chơi nè. Cái mặt này không đã bằng cái này, cái này mới đã nè. Nước lèo vô phải không? Rồi đó. Ui trời.
Cái nước phở này nó có khác gì nước phở bò không em? Khác hả? Cái màu này là có lẽ là cái màu gạch đúng không? Dạ, lấy từ gạch của cái này. Lấy từ gạch của con tôm. Wow, đã quá, nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ mình bưng ra bàn phải không? Dạ, ok, cho ra luôn. Các bạn có biết là Phân Sơn, Bảo Liêm và anh Hùng ở đây á, là đang ở trong một cái sòng bài MGM mà ở trong này có một cái nhà hàng Việt Nam Sài Gòn Street đó, ghê không? Ở trong này đó, ngoài những cái món ăn thuần túy của Việt Nam mình ra, mì này xào, là mì tôm, xào gà, cái này mì xào gà rồi bún, rồi bún tiếu, thịt heo nướng, rất là nhiều thứ, bánh mì, bánh mì luôn, kể cả bánh mì luôn. Ngoài ra còn có những món thượng hạng, ví dụ như là phở, phở gà, phở bò thì không nói, là ở đây là phở mà phở tôm hùm mới ghê. Một tô gì đó bao nhiêu tiền, giống như Linh nói gì ăn tô gì phải không, 75 đồng, 75 đồng à. Cái vấn đề là mình ăn cái này không phải là làm mình ăn nó ngon hay nó dở, mà mình ăn nó lạ, ăn cho đỡ cái này không phải ngon hay dở mà ăn cho đỡ tức. Không. Đó, đầu tiên mình chan cái nước vô đây là chan cái nước vô đây đó cho con tôm hùm nước ướt nè. Đó là ông ăn trước khi ông đánh bài. Chứ cái người mà đánh bài ra đó ăn là ta ăn cho có thôi. Rồi là ăn bỏ tất. Đặt một cây dăm mà. Này 75 à. Không có, tôi nói nghe nè. Cái hồi mà bước vô mà chưa có đánh bài đó thì không có dám ăn, không dám ăn. Để dành tiền để vô đặt. Mà tới lúc quýt bài mà nó thua rồi đó, ra cũng ăn không được. Không, mấy cái người ăn lớn á, là giống như nãy là chủ có nói đó. Là không cần phải xài tiền. Là nó cho mình một cái khom á. Thì ví dụ như tùy mình, ví dụ như mình mà lỡ mình thua khoảng 10.000 á. Thì cho được lỡ nha. Thì nó cho được 150. Hai tô rồi. Được hai tô. Tại tôi biết hai vợ chồng hai, đi mà. 150 là cho thiếu tiền tiếp. Thiếu tiền tiếp. Okay. Là phải 10.000 nữa nha. Bây giờ tôi thử cái miếng nước nha. Miếng nước coi. Tại vì á, sếp trong này nói đó là cái nước này á, là phải cái nước phở bình thường. Mà cái nước phở này á, nấu ngoài cái gia vị nó ra đó, còn có lấy cái gạch con tôm này nấu nữa. Thành ra thấy cái nước nó khác không? Thì đó. Chứ không phải là nước phở phở bò nha. Bởi vậy dòm vô á thì là mình chỉ nói là mình thấy con tôm thôi chứ không có thấy phở. Đúng rồi. Tôm nó che hết rồi. Bây giờ thử nước nè. Thử coi. Giống không? Quan trọng là giống không? Giống cái gì mới được. Cái cảm giác nó gì nè? Cái cảm giác nó là ông ăn phở. Mà giống bún riêu. Mà nó có mùi seafood. Nó có cái mùi seafood. Tà nấu vậy. Ông thử đây, ông lấy muỗng, ông hút thử rồi. Miếng nước đây. Hút thử miếng nước đây. Cái nước mùi có mùi phở đang ngoài nha. Nhưng mà nó lại thơm cái mùi tôm. Đúng. Thấy không? Đậm đà ngon à. Miếng phở cũng ngon. Ngon nha. Là tại vì chưa có thua bài. Khi mà thua ra rồi ăn cái gì cũng giống nhau. Cái này là thua 10.000 mới được tô này. Còn Bảo Liêm là chỉ thua có 2.000 được dĩa mì. Minh Sơn đề nghị là chúng ta nên có một lần thử. Thử qua. Con tôm hùm này. Phở tôm hùm này, chúng ta con tôm hùm này. Nhưng chúng ta vào ở trong MGM Casino ở tại tiểu bang Maryland này đó, mà muốn ăn thử con này mà cho đầy đủ hương vị cho ngon đó, là trước khi đánh bài mình hãy ăn. Tại vì sao? Tại vì trước khi đánh bài tất cả những cái gì trong đầu mình nó còn fresh, nó còn rất là tươi, ha. Mình ăn vô mình mới thưởng thức được, và đặc biệt là lúc đó mình còn tiền để mình ăn.
bài. Người Việt Nam mình ấy vào trong sòng bài á, thì những người mà không đánh bài, không cờ bạc mà vào sòng bài chơi giống như Hùng á, nó hiếm lắm. Lâu lâu mới có thằng điên vậy thôi à. Cái thường thường vô đây là cái gì? Là entertainment, đúng không? Vô đây để người ta giải trí. Ví dụ như tôi nào mà đừng đi sòng bài, tôi nói hôm nay tôi chơi 1.000 đồng trong vòng đó thôi, ăn thua gì cũng 1.000 đồng trong chơi vòng 1 tiếng rồi xong nghỉ là coi như là gì, vô mình chơi, mình giải trí, mình chơi, mình không có máu men cờ bạc với nó. Đúng rồi, mình vào trong casino là mình làm gì, đi giải trí. Thì ngoài cái chơi vui ra, mình còn có ngủ nghỉ cho nó khỏe ha. Mình còn có xem những cái show cho nó hay. Và đặc biệt là mình phải ăn cho nó ngon. Mà muốn ăn ngon là mình phải có những cái hương vị của Việt Nam mà như thế này này nó mới đã. Ngoài những cái món steak, ngoài những cái món lobster này nọ rồi của Mỹ rồi ra, thì mình phải có những cái gì mà nó gần gũi với mình, nhất là mình là người Việt Nam nữa. Đúng rồi. Mà ở trong này nó có cái nhà hàng Sài Gòn Sweet mà bán đồ ăn Việt Nam mình như vậy thì quá đã luôn còn gì nữa, đúng không? Đúng rồi. Thành ra vào trong MGM, nhớ nha, MGM Casino của Maryland, dù có ăn hay thua cũng nên ghé Sài Gòn Sweet. Rất ngon. Yes. Ok. Tên em thôi, chị chụp hình với mấy anh đưa. Dạ được, ok, dạ được, ok. Dạ. Úc, ở Úc, dạ. Ở Australia hả? Anh Khải chuẩn bị nha. Ok rồi, rồi, dạ. Bốn người lương. Dạ. Hùng đây coi. Hùng đây luôn, lấy luôn, lấy luôn. Hùng luôn. Cho ghen, cho mấy bả ghen, chết luôn. Trời, được gái hung mà mắc cỡ vậy. Go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me?